Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình, vào hồi 1 giờ 20 phút ngày 22 tháng 11, tại km 118 500 quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tầm Bát, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe ô tô khách giường nằm, làm 2 người tử vong tại chỗ và 10 người khác bị thương. Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm 40 chỗ mang biển kiểm soát 20B00911 có 35 hành khách do anh Nguyễn Đức Phụng trú tại Thái Bình điều khiển theo hướng Sơn La, Hà Nội đã tự lao vào hệ thống lan can phòng hộ bên trái đường rồi tiếp tục đâm vào rãnh thoát nước bên phải và bị lật nghiêng xe. Vụ tai nạn đã làm anh Lường Văn Mai và anh Hoàng Văn Phọng cùng trú tại Sơn La tử vong tại chỗ. 10 hành khách khác bị thương nhẹ, chưa xác định được danh tính. Xe ô tô khách bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Tân Lạc đã có mặt bảo vệ khám nghiệm hiện trường, tử thi và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.